Hello, em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Tuấn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái bộ dưỡng dưỡng lông mi này và dưỡng mày của em. Đây thì đây là một cái trọn bộ dưỡng mi và dưỡng mày của sản phẩm bên em, cũng như là bên em là cam kết là hàng chính hãng chuẩn 100% cho tất cả các khách yêu của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cận cảnh hơn về cái bộ dưỡng mi này nha. Thì tiếp tục đây là cái bộ dưỡng mi, thì hiện tại là em đang cầm là ba cây nha, ba cây dưỡng mi nè, ba cây dưỡng nè. Đây là dưỡng màu xanh là giúp cho dài mi và đặc biệt là dày mi, còn màu hồng á là giúp cho mi của mình mọc cong hơn, còn cái màu mà đen như này á là dưỡng chân mày nè, nó có biểu hiện của dưỡng chân mày nè. Đó, lông mi và lông mày của em cũng khá là đầy đủ, bởi vì dưỡng bộ sản phẩm này nè trong vòng một tháng thì cảm giác là cái lông mi của mình được ra nhiều hơn, cũng như là lông mi của mình nó mượt và nó chắc, nó khỏe lắm nha mọi người. Thì buổi sáng thì mọi người sẽ sử dụng cái em lông mi màu xanh, thì đây bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người nha. Đặc biệt là trên thị trường hàng giả hàng nhái rất là nhiều, cũng như là mọi người nên cẩn thận khi mà mua cái dòng sản phẩm là dưỡng mi nha. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của Mỹ, cũng như là rất là hot, rất là nhiều chị em mua về để sử dụng và có một kết quả rất là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cây dưỡng lông mi ban ngày nha mọi người. Ở bên trong của nó thì nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng đó. Đây là cách phân biệt hàng giả hàng chính hãng của dòng sản phẩm này. Đây mọi người, đó thì đây là cái cách phân biệt của dòng sản phẩm. Và bây giờ em sẽ mở cái cây dưỡng mi ra cho mọi người xem nha. Cây dưỡng mi ở bên trong của nó nè mọi người, đó nó màu xanh nha, nó màu xanh đậm nha mọi người. Bây giờ em sẽ mở ra, cái này là dưỡng mi ban ngày. Thì bây giờ mình sẽ dưỡng mi lên nè, mình sẽ dưỡng vào cái phần mà phần chân của chân lông mi của mình nha. Đây tiếp tục là cây ban đêm. Đây là cây màu xanh, là cây ban đêm nha mọi người. Nhìn mọi người nhìn thấy nè, đó cây này là cây ban đêm màu hồng, chữ và nét được in rất là rõ luôn nha. Đây là cây màu hồng thì mình cũng có cái đầu cọ y chang cây ban ngày luôn, nhưng mà cái công dụng của nó khác nha mọi người. Đây là mình sử dụng ban đêm. Đây là cây ban đêm nha mọi người. Đây cái đầu cọ của nó cũng y chang cây ban ngày luôn nha. Cái đầu cọ nó cũng sẽ như thế này. Khi mà mình sử dụng mình cũng quẹt như cái cây ban ngày vậy đó. Mình sẽ sử dụng ở, gọi là mình sẽ cố gắng làm sao cái đầu cọ của nó sẽ tiếp xúc với cái chân lông mi đó, để nó kích thích là cong mi và dài mi. Đây là cái bộ sản phẩm là dành cho tất cả các chị em, cũng như là chị nào mà muốn dưỡng lông mi của mình được dài, được đẹp, cũng như là lông mi của mình được xinh hơn, thì có thể là liên hệ cho em để mua cái bộ dưỡng mi này. Còn tiếp theo đó là em dưỡng mày nha. Em dưỡng mày nè, cái tên của nó nằm ở chỗ này nè mọi người. Hàng chính hãng chuẩn 100% nha. Được kiểm tra hàng, đúng hàng thì tất cả các khách yêu của em nhận hàng, thanh toán. Cũng như là đây là dòng sản phẩm hãng của Mỹ và rất là nổi tiếng, cũng như là cái dòng sản phẩm này á bán rất là chạy khủng khiếp, nên hàng nhái rất là nhiều. Nên mọi người nên mua hàng cẩn thận trong việc làm đẹp của mình, để tránh tình trạng là hàng giả hàng nhái rất là nhiều, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái vùng làm đẹp của mình. Đó mọi người á, mua hàng chính hãng xài cho nó chắc nha mọi người. Đây là cây dưỡng chân mày. Nó sẽ có màu đen như này, cái nắp màu đen như này là dưỡng chân mày nè. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của Mỹ và được chiết xuất từ 100% từ thiên nhiên luôn. Rất là thơm nha mọi người. Đó, sử dụng như này nè, mình chỉ quét lên cái chân mày của mình dành như thế này, để cho cái chân mày của mình nó được mọc đều hơn nè, rồi nó sẽ dày hơn, cũng như là
cái nó không bị thưa trong mày nữa đó, thì mọi người quẹt theo cái đường của chân mày của mình này thì nó sẽ kích thích cái sự mọc lông mày của mình nhanh hơn, nhiều hơn, cũng như là sẽ được đẹp hơn rất là nhiều. Chị nào mà muốn mua trọn bộ combo dưỡng mi dưỡng mày như thế này với cái mức giá rất là mềm so với thị trường, cũng như là bên em là chuyên cung cấp hàng chính hãng chuẩn 100% cho tất cả các chị em, chị nào muốn làm đẹp mi làm đẹp mày thì có thể là liên hệ sớm cho em để được đặt hàng, cũng như là tránh tránh được cái tình trạng là mua nhầm những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường rất là nhiều. Mọi người rất là dễ gọi là mua nhầm, nên hãy tin tưởng shop bên em, cũng như là mua cái sản phẩm chính hãng để về xài để được chất lượng nhất và đẹp nhất, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha mọi người. Bây giờ em sẽ kết thúc video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chị nào mà muốn dưỡng cái lông mi của mình dài dày nè, đẹp, và lông mày của mình được đẹp và không cần phải đi nối mi, không cần phải đi gọi là đi làm chân mày nha mọi người, đây là bộ sản phẩm thần thánh mà được rất là nhiều chị ưa chuộng, và đặc biệt là nó có công dụng rất là hiệu quả luôn nha. Người nhìn nè, cái vân nè, ở bên trong cái sản phẩm này nó cũng có cái tờ giấy để mọi người hướng dẫn sử dụng, khi mà mấy chị mua về mà mình mua trúng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn để mọi người dễ tìm hiểu dễ biết hơn nha. Thì đây là dòng sản phẩm chính hãng chuẩn 100% của Mỹ, mọi người hãy nhanh tay đặt hàng, nhanh tay sở hữu được cái chân mày đẹp, đôi mắt đẹp nha. Bye bye. Người muốn có một cái lông mi đẹp nè, chân mày đẹp nè, thì có thể là liên hệ qua cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057, hoặc là mọi người có thể là liên hệ qua Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là vào trang bio của bên em là mỹ phẩm chính hãng shop bát cứng để được đặt hàng nha. Và mọi người mà không có Facebook, không có trang bio thì có thể là liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại là 0355 838057, hoặc là 0933 766 739, hoặc là 077 3339 279 để được đặt combo dưỡng mi này nha, dưỡng mi và dưỡng mày nha mọi người. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công. Bye bye.